Quý vị và các bạn thân mến, cuốn sách này không chỉ nói về công lao của ông Ba Quốc, mà nói về những trăn trở, hy sinh, những khó khăn phải vượt qua, về đạo đức, tình cảm của ông, đặc biệt là tình vợ chồng, cha con, thầy trò, những bài học về nghề, về người, về đời của ông để giúp cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ trong ngành tình báo, tiếp thu trong quá trình trưởng thành. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thiếu tướng tình báo, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Trần Đức, mật danh Ba Quốc, 1922-2022. Tự truyện Người Thầy, tác giả Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tập 1. Lời giới thiệu. Tôi gặp Nguyễn Chí Vịnh lần đầu vào năm 1983, khi cậu ấy mới tốt nghiệp trường sĩ quan thông tin, còn tôi đang chỉ huy một sư đoàn chiến đấu ở Campuchia. Cậu ấy tới tìm tôi để trình bày nguyện vọng được sang công tác tại chiến trường. Đây là nguyện vọng chính đáng, nhưng tôi không phải là người đưa ra quyết định, mà ở lãnh đạo cấp cao. Vịnh sau đó không về đơn vị tôi, mà được phái sang đơn vị tình báo quân sự ở Campuchia, đoàn 817 thuộc Cục 2 Bộ Quốc phòng. Đến năm 1995, tôi đảm nhận cương vị Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, và một thời gian ngắn sau đó, năm 1997, là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tôi thường xuyên làm việc với anh Ba Quốc, khi anh là Cục trưởng Cục 12, Ủy viên Ban chỉ đạo Tổng Cục 2. Con người này đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc, đó là chỉ sống chết với nghề tình báo, một người chuyên nghiệp. Nhưng hơn cả, đây là một con người có lý tưởng và nghiêm túc đến mức khắc nghiệt đối với công việc. Không ít lần tôi chứng kiến anh Ba Quốc nói ngược với cấp trên, trong đó có cả tôi. Cũng trong thời gian ấy, tôi được chứng kiến mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, giữa thầy và trò của anh Ba Quốc với Nguyễn Chí Vịnh. Có thể nói, đây là một mối quan hệ mẫu mực của một cán bộ cao cấp của quân đội với một sĩ quan cấp dưới. Anh Ba Quốc đã đào tạo Nguyễn Chí Vịnh từ một trợ lý mới bước vào ngành tình báo, chưa qua chiến đấu, thử thách, để trở thành một trợ lý giỏi, rồi từ đó đi xa hơn trong ngành tình báo chiến lược của quân đội. Từ những ngày đầu tiên vào ngành năm 1984 cho đến năm 2000, khi Nguyễn Chí Vịnh được giao trọng trách Tổng Cục trưởng Tổng Cục 2, không một ngày nào thiếu sự hiện diện của anh Ba Quốc bên cạnh người học trò của mình, và đã giúp cậu ấy nên người. Cuốn sách này sẽ giúp ích cho thế hệ trẻ, nhất là những bạn trẻ trong quân đội, có được tấm gương về mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, giữa thầy và trò, giữa các thế hệ bồi dưỡng nối tiếp nhau. Ngoài ra, không thể không nhắc đến sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ tình báo, tiêu biểu là anh Ba Quốc, không chỉ trong chiến tranh mà ngay cả trong thời bình. Trong đó có nỗ lực rất lớn để đào tạo nên thế hệ kế cận của ngành tình báo, những người xứng đáng thay thế mình. Việc anh Ba Quốc đào tạo Nguyễn Chí Vịnh là một đóng góp không nhỏ cho ngành tình báo và quân đội ta. Lời giới thiệu của Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa 8, khóa 9, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 1997 đến năm 2006. Lời nói đầu. Tôi có một cơ may hiếm hoi trên đời là gặp được một người thầy kiệt xuất, vừa nghiêm khắc, vừa ân cần dạy dỗ tôi nên người khi mới bước chân vào ngành tình báo. Đến khi ông mất 20 năm sau đó, ông Ba Quốc, thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Trần Đức, một trong những con át của ngành tình báo quốc phòng Việt Nam. Khi ông về nghỉ hưu, tôi từng nhiều lần thuyết phục ông nói và viết về cuộc đời hoạt động cách mạng và những năm tháng cống hiến cho ngành tình báo. Đến năm 2000, ông lần đầu tiếp xúc với báo chí. Chỉ sau một thời gian ngắn, báo Thanh Niên đã đăng tải 36 số báo về những câu chuyện của ông Ba Quốc. Ngoài ra, nhà văn Khuất Quang Thụy cũng đã xuất bản một cuốn sách về ông mang tên Tình báo không phải là nghề của tôi. Sau khi đọc hết những trang viết đó, tôi ngẫm lại rằng
hầu như chẳng có dòng nào ông Ma Quốc nói về mình. Những hoạt động của ông trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đã được Đảng và Nhà nước tôn vinh. Nhưng còn giai đoạn sau năm 1975, ông có những đóng góp to lớn cho ngành tình báo và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tất cả đều không có chữ tôi. Ông nói: tôi không muốn nói về mình. Những câu chuyện sau giải phóng thì càng không bao giờ nói ra. Dù không giải thích lý do, nhưng tôi hiểu ông luôn có một nguyên tắc cứng nhắc, đó là tình báo thì phải đóng kín. Ngay từ lúc ấy, tôi đã tự nhủ sẽ có ngày viết về ông, ít nhất là về đoạn đời 20 năm tôi được sống gần ông. Câu chuyện ấy tôi không chỉ nghĩ trong lòng mà đã nói với ông ba và gia đình ông. Khi đó ông chỉ cười: chuyện của tôi có gì hay mà viết. Các anh chị con ông Ba Quốc cũng nhắn nhủ với tôi: trước giải phóng anh chị không được sống gần ông, không hiểu gì về ông, thì sau này anh chị đã được nghe kể lại rất nhiều. Nhưng còn giai đoạn đời sau giải phóng, khi mà anh chị được gần gũi ông thì lại không được biết gì. Khi ông còn sống, cậu từng nói là sẽ viết sách về ông. Cả gia đình ông Ba Quốc đã phải chờ đợi hơn 20 năm để được nghe nốt về đoạn đời sau này của ông. Vì vậy tôi đặt bút viết về một trong những tấm gương kiệt xuất của ngành tình báo quốc phòng, cũng như của Đảng và quân đội ta. Cuốn sách này không chỉ nói về công lao của ông Ba Quốc, mà nói về những trăn trở, hy sinh, những khó khăn phải vượt qua, về đạo đức, tình cảm của ông, đặc biệt là tình vợ chồng, cha con, thầy trò, những bài học về nghề, về người, về đời của ông, để giúp cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ trong ngành tình báo, tiếp thu trong quá trình trưởng thành. Trong cuốn sách này, tôi cố gắng viết tất cả những gì mình biết và hiểu về ông Ba Quốc, trừ những điều không được nói ra. Vì vậy chắc chắn sẽ có những điểm mờ và tạo ra nhiều câu hỏi. Mong bạn đọc thông cảm, vì đây là nguyên tắc nghề nghiệp, cũng là nguyên tắc của chính ông Ba. Tôi muốn cuốn sách này như một lời nhắc nhở cho những người còn sống về một con người bất tử. Lời tựa của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11-12, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục 2 từ năm 2000 đến năm 2009, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 2009 đến năm 2021. Chương 1: Ông Ba Quốc. Buổi chia tay. Khi đó là mùa thu, tháng 10 năm 2000, tôi tiếp nhận cương vị Tổng cục trưởng Tổng cục 2 được vài tháng. Trong một bối cảnh đầy khó khăn, có nhiều vấn đề của giai đoạn trước để lại và những thách thức của tháng năm trước mắt, chúng tôi phải đánh giá lại, rút kinh nghiệm và có cách làm mới để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Đó cũng là thời điểm chuẩn bị đại hội 9 của Đảng, với nhiều biến động của môi trường chính trị cùng hoạt động chống phá của các thế lực bên ngoài. Trong bối cảnh khó khăn trăm bề như vậy, thì tại Tổng cục 2 cũng là thời điểm chuyển giao thế hệ. Thời điểm ấy, thế hệ vàng của ngành tình báo Việt Nam, các trụ cột, cán bộ lâu năm, nhiều kinh nghiệm trong tất cả những lĩnh vực ở các đơn vị đều đã quá tuổi nghỉ hưu. Thủ trưởng Vũ Chính, Tổng cục trưởng thì chuyển ra ngoài. Các đồng chí cục trưởng với tuổi đời đã quá 70 cũng đến lúc sức khỏe không trụ nổi, cũng như không thực sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Những con át của ngành tình báo làm cố vấn, chuyên gia cho các đơn vị như ông Hai Trung, tức Phạm Xuân Ẩn, ông Hai Nhạ, Vũ Ngọc Nhạ, ông Ba Quốc, Đặng Trần Đức, ông Sáu Trí, Nguyễn Văn Khiêm, ông Năm Thúy, Lê Hữu Thúy, đều là những anh hùng, chuyên gia lão luyện của ngành tình báo quốc phòng, cũng đều quá tuổi thất thập. Với một sự chuyển giao thế hệ đồng loạt và đông đảo như vậy, thì tâm trạng chung là băn khoăn, cả đối với những người sắp rời cương vị, cũng như thế hệ chúng tôi đảm nhận cương vị mới. Băn khoăn về việc chuyển giao thế hệ như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ của ngành tình báo. Không chỉ vậy, phải làm sao duy trì, phát triển được vị thế, chức năng, nhiệm vụ của tình báo chiến lược trong tình hình mới phức tạp lúc bấy giờ. Quyết định chuyển giao thì đã có từ đầu năm 2000.
nhưng cứ lần lữa mãi, cuối cùng cũng đến lúc phải cho quyết định và nói lời chia tay. Chúng tôi chọn ngày 25 tháng 10 năm 2000 nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành tình báo quốc phòng để tổ chức sự kiện tôn vinh công lao đóng góp của các nhà tình báo hàng đầu trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong thời kỳ đổi mới. Đồng thời cũng là ngày chia tay các đồng chí lão thành tình báo nghỉ hưu. Sự kiện ý nghĩa và cảm động ấy được tổ chức tại số 34 Trần Phú, Hà Nội, trụ sở Tổng cục 2 lúc đó. Ba ông già tình báo lừng danh là Hai Trung, Hai Nhạ, Ba Quốc, những con át của tình báo quốc phòng Việt Nam, đại diện cho lớp tình báo kỳ cựu, phát biểu đôi lời tạm biệt với những dặn dò, động viên đầy tâm huyết dành cho thế hệ lãnh đạo mới của ngành tình báo quốc phòng Việt Nam. Ông Hai Nhạ nói: "Các đồng chí hỏi tôi có buồn không? Tôi thì không buồn, ngược lại rất vui, vì tôi nghĩ nhưng có lớp kế thừa xứng đáng, tin cậy, có gì mà buồn?" Ông Hai Trung thì nhận xét: "Tình báo ta trước nay đóng kín, chỉ chuyên về quân sự, nay bắt đầu mở, phải đẩy mạnh làm tình báo ngoại và bắt đầu làm tình báo chiến lược toàn diện. Như vậy là tiếp cận với trình độ quốc tế. Tôi mong vậy lâu rồi, mong các em các cháu cứ thế mà làm cho tốt." Im lặng một lát, mọi người quay sang ông Ba Quốc chờ đợi. Ông trầm ngâm: "Tôi nhận quyết định nghỉ hưu, nhưng có rời ngành tình báo đâu mà nói là chia tay. Mình không đảm nhiệm chức vụ, nhưng sẽ không rời đội ngũ. Với tôi, suốt đời phục vụ tình báo, sống tình báo nuôi, chết tình báo chôn. Vậy đó." Nghe ông Ba nói xong, không khí trong phòng thay đổi hẳn. Các ông già gật gù tâm đắc: "Đúng, sống tình báo nuôi, chết tình báo chôn. Chúng mình có rời đội ngũ đâu mà phải chia tay." Thế là buổi chia tay trở thành cuộc gặp mặt chúc mừng, dặn dò thế hệ lãnh đạo mới của ngành tình báo. Với tôi, buồn nhất là sẽ không còn được thường xuyên gần gũi các ông. Đều là thủ trưởng trực tiếp, nhưng cũng là thầy, là cha chú mình, là chỗ dựa bất kỳ lúc nào khó khăn hay chậm bước. Tôi đi cạnh ông Ba, người thầy của mình, nói đủ thứ chuyện cho ông vui, mà chủ yếu là để động viên chính mình. Vì thực sự trong lòng tôi chứa nặng, hiểu rằng từ lúc đó mình không được gần ông thường xuyên nữa. Về mặt tình cảm, như một thói quen, tất cả những việc gì khó, kể cả công hay tư, tôi đều chia sẻ với ông, nhưng bây giờ sẽ không thực hiện được. Bên cạnh tình cảm cá nhân ấy, thì chúng tôi cũng phải hình dung, từ giờ thiếu các ông ấy thì mình phải làm như thế nào. Thực ra chúng tôi cũng rất tự tin là thế hệ của mình sẽ làm được việc. Nhưng thói quen bao nhiêu năm nay, dù đúng dù sai, dù nhỏ dù lớn, cũng đều có những người mình tin cậy họ tuyệt đối. Mỗi lúc khó lại xin ý kiến, rồi sau đó rất yên tâm thực hiện. Còn khi họ không đồng ý thì cũng sẽ nghiêm túc xem lại quyết định của mình. Bây giờ chỗ dựa ấy không còn. Tôi nghĩ về câu nói của ông Ba với tất cả mọi người, đồng thời cũng là nói với chính tôi. Chúng tôi nghĩ là rời cương vị chứ không rời ngành tình báo. Ông muốn bày tỏ rằng lúc nào các ông cũng ở bên cạnh, vẫn là chỗ dựa vững chắc giúp chúng tôi thực hiện tốt công việc của mình. 20 năm gắn bó. Buổi chia tay với các ông già tình báo hôm ấy để lại trong tôi một khoảng lặng. Vào thời điểm đó, tôi 41 tuổi, 25 năm quân ngũ và 16 năm làm nghề tình báo, cũng là 16 năm sống và làm việc cạnh ông Ba. Tôi nhớ lại cả một thời kỳ dài mình sống, làm việc gắn với ông Ba, người thầy rất mực quý trọng và gần gũi của tôi và cả các ông già tình báo khác mà chúng tôi chia tay hôm ấy. Từng thời kỳ ở bên ông Ba cứ sống lại trong tôi như một đoạn phim quay chậm. Thời điểm gia nhập ngành tình báo năm 1994, tôi vào thẳng đơn vị do ông Ba phụ trách. Từ đó tôi liên tục được làm việc bên cạnh ông Ba, đứng dưới bóng của ông, thực hiện tất cả các nhiệm vụ dưới sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp của ông.
giai đoạn 1984 đến 1989, tôi công tác liên tục ở Campuchia là trợ lý phòng N đoàn 817 do ông Ba trực tiếp chỉ đạo. Hồi đó là một sĩ quan mới ra trường, tôi bỡ ngỡ đến một đơn vị mà bản thân chưa biết gì về nhiệm vụ, được ông Ba tạo điều kiện cho học việc rồi trở thành trợ lý điệp báo. Cho đến giai đoạn cuối ở Campuchia thì tôi được làm trợ lý của ông Ba. Có thể nói đây là giai đoạn ông Ba dạy tôi trở thành một trợ lý tình báo. Trong suốt thời kỳ đó, từ làm việc, đi lại, ăn ở, mọi chuyện của tôi đều có ông. Đây cũng là thời gian mà tôi hiểu kỹ hơn về quá trình hoạt động của ông trong hậu địch ở Sài Gòn giai đoạn 1954 đến 1974, giai đoạn từ 1989 đến 1990. Sau một thời gian ngắn tập huấn nghiệp vụ ở Liên Xô, tôi được tháp tùng ông Ba đi dọc biên giới phía Bắc nhằm góp phần tìm ra con đường để hạ nhiệt chiến tranh, đi đến bình thường hóa quan hệ với nước láng giềng phía Bắc. Thời gian này đã để lại kỷ niệm không thể quên của một tập thể nhỏ rất gắn bó, gồm ông Ba Quốc, ông Ba Quang, tức đại tá Trang Công Doanh, tôi và một vài trợ lý giúp việc. Về đến Hà Nội, tôi trực tiếp phục vụ ông Ba làm việc, xin ý kiến chỉ đạo với những người lãnh đạo cao nhất của quân đội và của nhà nước lúc bấy giờ. Ông Sáu Nam, tức Chủ tịch nước Lê Đức Anh, ông Đoàn Khuê, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, còn ở Tổng cục 2 thì được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Tư Văn, tức Trung tướng Nguyễn Như Văn, Trung tướng Vũ Chính và một số cán bộ chủ chốt khác. Hơn một năm dọc ngang biên giới phía Bắc, tôi được nghe ông Ba kể nhiều về khoảng thời gian ông mới vào ngành công an ở Hà Nội, chặng đường đầu tiên ông tham gia cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, cũng là thời trai trẻ của ông. Tôi được gặp gia đình ông và bà Thanh, người vợ đầu của ông, cũng như hiểu nhiều hơn về con người và cuộc đời riêng của ông. Thời gian này, tôi được ông chỉ bảo để bắt đầu thực hiện các kế hoạch tình báo độc lập. Giai đoạn 1990 đến 1992, tôi làm phó phòng thuộc Cục 12. Thời điểm này, nhiệm vụ được mở rộng. Trước hết, chúng tôi phải tìm đường quay trở lại Campuchia, chuẩn bị đón UNTAC, cơ quan chuyển tiếp Liên Hợp Quốc tại Campuchia, và hỗ trợ giúp bạn giữ chính quyền, bảo vệ Đảng Nhân dân Campuchia. Đồng thời, chúng tôi tiếp nhận nhiệm vụ mới là hoạt động ở ngoài nước để trả lời câu hỏi của ông Sáu Nam về kịch bản Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Bên cạnh đó, phải phát hiện, tìm đường đi vào lực lượng phản động, phản bội ở ngoài nước, ngóc đầu trở lại, móc nối với bên trong để hoạt động chống phá Đảng, nhà nước ta. Rồi thêm nữa, hoạt động tình báo khoa học công nghệ để phục vụ cho nghiên cứu và phát triển khoa học kỹ thuật quân sự của quân đội. Có thể nói, đây là thời điểm tôi bắt đầu bay đơn, làm việc độc lập và rời xa sự chỉ đạo trực tiếp của ông Ba. Nhưng mọi đường đi nước bước vẫn đặt dưới sự chỉ bảo từng giờ, từng phút của ông. Với tư cách là người thầy, thì thời gian này, ông Ba dạy tôi làm cán bộ tình báo hoạt động độc lập và tổ trưởng các tổ tình báo hoạt động tầm xa. Giai đoạn 1993 đến 1995, tôi được giao nhiệm vụ trưởng phòng, sau đó là cục phó cục 12, tức là làm phó về nghiệp vụ cho ông Ba. Nhiệm vụ thì rất lớn, nhưng thực chất đây là giai đoạn tôi học việc, học để làm người chỉ huy tình báo. Ông Ba là người vừa bàn giao cho tôi, nhưng đồng thời vừa là người thầy dạy tôi để có thể thay thế, tiếp quản vị trí rất nặng gánh của ông. Tuy nhiên trong giai đoạn này, tôi mới bắt tay vào vị trí, nên hầu hết mảng nghiệp vụ vẫn do ông Ba phụ trách, cùng với sự chỉ đạo trực tiếp của ông Vũ Chính từ trên tổng cục. Trong thời gian này, ông Ba bắt đầu dạy tôi cách thức chỉ huy một đơn vị tình báo lớn như thế nào. Ông chỉ bảo cho tôi cách quản lý một đơn vị quân đội với đầy đủ các ban bệ, cơ quan, đơn vị cấp dưới, dạy tôi về công tác đảng,
công tác chính trị đối với tình báo. Ông đưa tôi đi các nơi để giới thiệu với các địa phương, các quân khu, các cơ quan của Tổng cục 2. Ông hướng dẫn tôi cách sử dụng quan hệ để thực hiện nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, bài học lớn nhất mà ông tốn nhiều công sức rèn rũa tôi đó là cái đạo làm tình báo, làm người chỉ huy tình báo. Cũng trong giai đoạn này, ông Ba giao nhiệm vụ cho tôi kiêm nhiệm trợ lý cho ông Hai Trung để làm tình báo danh nghĩa công khai thông qua báo chí truyền thông, tình báo tầm xa. Sau ông Hai Trung thì đến ông Sáu Trí. Ông Ba giao nhiệm vụ ông Sáu Trí dạy tôi về công tác tham mưu, kế hoạch điệp báo trong hơn một năm. Như vậy trong khoảng 3 đến 4 năm, tôi phải đi theo học 3 người thầy. Một người dạy về chỉ huy tình báo, điệp báo, một người dạy về truyền thông báo chí, tình báo hướng ngoại và một người dạy về công tác kế hoạch tình báo. Nếu nói có giai đoạn trưởng thành trong ngành tình báo thì đây là giai đoạn tôi bắt đầu trưởng thành. Tôi bắt đầu hiểu một cách tương đối đầy đủ về nghề. Sau 12 đến 13 năm vào nghề mà nói mới bắt đầu hiểu nghề tình báo thì quá muộn, nhưng sự thực là như thế. Với nghĩa rộng là hiểu đầy đủ về nghề tình báo thì lúc bấy giờ tôi mới đủ độ chín, đủ thông tin để tự mình có thể hiểu biết ban đầu về nghề tình báo. Năm 1997, tôi quay lại Campuchia lần thứ 3. Khi thực hiện nhiệm vụ, ông Sáu Nam và ông Ba giao để sang Campuchia lần đó, bản thân tôi vẫn chưa hiểu hết rằng thời điểm ấy đánh dấu một kỷ niệm không thể quên được trong cuộc đời công tác của mình. Đó là giai đoạn sóng gió ở Campuchia, cũng là cột mốc đánh dấu một giai đoạn đầy biến động và bất trắc, khó khăn kéo dài đến năm 1999. Có thể nói 2 năm tiếp theo ấy, chúng tôi đã dành 100% sức lực cho địa bàn Campuchia để giữ gìn thành quả cách mạng của bạn và ta, vượt qua những khó khăn cho đến khi giải giáp hoàn toàn Khmer Đỏ vào tháng 12 năm 1999. Lúc này bên trong là cương vị cục trưởng cục 12, nhưng với bên ngoài tôi có thêm nhiệm vụ phái viên của lãnh đạo cao cấp thực hiện một số nhiệm vụ đặc biệt. Hai cương vị này đều mới mẻ đối với cả tôi và ông Ba. Hai thầy trò đều phải làm quen với vai trò mới. Thực chất ông Ba là người đứng sau chỉ đạo những nội dung công việc, những nhiệm vụ để tôi thực hiện. Có thể nói bối cảnh tôi hoạt động tại Campuchia như một sân khấu lớn, tổng đạo diễn là các lãnh đạo cấp cao, cụ thể và thường xuyên nhất là ông Sáu Nam, chỉ đạo diễn xuất là ông Ba, còn tôi là diễn viên hành động. Thời gian này tôi xa ông Ba hơn về khoảng cách, nhưng trong công việc vẫn là một. Khi đó nội dung nhiệm vụ của tôi liên quan đến chính trị nhiều hơn là tình báo. Tuy nhiên mọi lúc mọi nơi tôi đều không thiếu vắng sự chỉ bảo động viên của ông Ba. Đây cũng là thời kỳ bắt đầu xuất hiện khó khăn, những e ngại, băn khoăn của hai thầy trò về những vấn đề nội bộ, những vấn đề mình không muốn có sau lưng. Và cũng thời gian này tôi được cấp trên dự báo phải ra Hà Nội. Có thể hình dung trước mắt sẽ là một giai đoạn rất khó khăn, đó là đi hay ở và đi thì phải như thế nào. Đầu năm 2000, tôi nhận vị trí Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Ông Ba làm cố vấn. Vai cố vấn của ông không có quyết định bổ nhiệm chính thức, nhưng mặc nhiên là như thế. Và đây là cái chức mà ông Sáu Nam, lúc đó là cố vấn Ban chấp hành Trung ương, trực tiếp giao cho ông Ba với điều kiện: đưa cậu Vịnh làm Tổng cục trưởng thì anh Ba phải làm cố vấn. Như vậy thì ông Sáu mới chịu. Nhưng làm cố vấn được ít hôm thì ông Ba bỏ về miền Nam. Khi tôi hỏi thì ông Ba chỉ bảo: tôi không giúp được gì cho cậu. Khi ấy tôi rất buồn và cũng suy nghĩ tâm tư: vì sao ông lại bỏ mình về? Nhưng rồi tôi hiểu, ông Ba không muốn làm tôi bận tâm, không muốn lúc nào tôi cũng phải hỏi ý kiến của ông nữa. Ông bảo tôi: tự làm đi, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm đi. Ông dặn: khó khăn gì thì gặp ông, bỏ thói quen cái gì cũng xin ý kiến, cái gì cũng hỏi.
Tuy nhiên thời gian ấy tôi rất cần sự bảo ban và tiếp sức mạnh, niềm tin từ ông, nên dù ở Hà Nội nhưng gần như tuần nào tôi cũng vào thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi lần vào là thầy trò có bữa cơm chiều với nhau. Có một buổi sáng, báo cáo tình hình để qua đó tôi lắng nghe ý kiến của ông. Khi đó không còn là chỉ đạo về nghiệp vụ, mà chủ yếu ông kể về những thời hoạt động xa xưa để gợi ý những việc tôi nên làm. Và cứ như vậy, cho đến khi ông ba mất vào ngày 26 tháng 3 năm 2004. Tình báo không phải là nghề của tôi. Ông bà đã nói như vậy khi lần đầu tiên mở lòng với giới truyền thông. Suốt hai thập kỷ gắn bó với ông bà, tôi luôn bị thôi thúc phải tìm lời giải cho câu hỏi điều gì đã làm nên sự đặc biệt trong nghề nghiệp tình báo của ông bà. Chỉ trong thời gian vài năm đầu, khi tôi làm việc và được ông bà chia sẻ những kỷ niệm, những công việc mà ông thực hiện trong quá trình ở hậu địch cho đến sau năm 1975, khi ở những cương vị công tác khác nhau trong ngành tình báo, rồi sau này khi được nghiên cứu tài liệu, thì một câu hỏi đã hiển hiện trong tôi: vì sao ông Ba Quốc được phong anh hùng? Và hơn thế nữa, vì sao ông được coi là nhà tình báo lỗi lạc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ? Bên cạnh những cây đại thụ, những con át khác như Hai Trung, Hai Nhạ, Năm Thúy. Tiếp nữa, sau năm 1975, ông đã đóng góp được những gì cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc? Đảm nhận cả ba vai trong ngành tình báo. Trong ngành tình báo có ba vị trí khác nhau. Đầu tiên là một tình báo viên, điệp viên, tức là một nhân viên mật chui vào trong lòng địch, làm việc cho địch để phục vụ cho ta. Thứ hai là người chỉ huy các tình báo viên, điệp viên và chỉ huy những cán bộ có nhiệm vụ điều khiển lưới điệp viên. Thứ ba, cao hơn nữa là người lãnh đạo hàng đầu của ngành tình báo, chỉ huy, chỉ đạo cả bộ máy tình báo hoạt động nhịp nhàng, ăn khớp, vô cùng chính xác, khẩn trương nhưng cũng hết sức thầm lặng, bí mật. Do sự phân công của tổ chức nhưng chủ yếu là năng lực và sự cố gắng hết mức của ông ba, nên ông kinh qua cả ba vị trí này. Ở mỗi vị trí, ông đều bước giữa làn ranh thành hay bại, giữa sự sống và cái chết. Ví dụ như khi làm điệp viên, ông đã phải trải qua nhiều lần vào sinh ra tử để được an toàn quay trở về, để không bị nghi ngờ, để tiếp tục làm được vị trí thứ hai, đó là chỉ đạo các điệp viên khác. Rồi trong quá trình chỉ đạo các điệp viên, các lưới tình báo của ông phải đạt thành tích quan trọng như thế nào để ông khẳng định được uy tín của một người chỉ huy tình báo. Và cuối cùng, với phẩm chất, trình độ, năng lực và lòng tin của tổ chức như thế nào thì ông mới được đưa lên vị trí cao nhất, một trong những người lãnh đạo đầu ngành, hay người ta thường gọi dân dã là một trong những ông trùm của ngành tình báo. Ông ba là người đã trải qua ba vai đó, cả ba cương vị đó. Điệp viên nhị trùng. Đặc điểm thứ hai trong cuộc đời hoạt động của ông Ba Quốc, đó là một điệp viên nhị trùng siêu hạng, tức là tình báo ta làm việc trong cơ quan tình báo địch, và khi ở tình báo địch lại phải chỉ huy, chỉ đạo tình báo địch nắm lại tình báo ta. Như vậy, một điệp viên mà chui vào phủ tổng thống, bộ quốc phòng, bộ tổng tham mưu của quân đội Sài Gòn, vào các cơ quan đầu não của đối phương đã vô cùng hiếm hoi và quý giá. Nhưng một điệp viên lại nằm đúng ở trong cơ quan tình báo địch để tham gia chỉ đạo lực lượng tình báo địch đánh ngược nội bộ ta thì ở Việt Nam chỉ duy nhất có ông Ba Quốc. Còn ở nước ngoài cũng vô cùng hiếm một tấm gương tình báo nào có vị trí lợi hại như vậy. Vị trí này có được nhờ sự nỗ lực của ông Ba là đương nhiên, nhưng cũng phải nói đến tầm nhìn xa của tổ chức. Đó là việc giữ bằng được cho ông ở ngành công an của địch trong thời kỳ Pháp chiếm đóng trước năm 1954. Rồi vào Nam thì cũng phải cố chui vào ngành công an, mật vụ của địch, từ đó lọt vào cơ quan tình báo đối phương. Vì mục tiêu tối cao và khó nhất của ngành tình báo không phải vào được phủ tổng thống hay các địa điểm cấm nào khác, mà chính là vào cơ quan tình báo địch. Vì sao như vậy?
ông bà nói với tôi: mỗi năm từ phủ tổng thống, từ bộ tổng tham mưu, từ các cơ quan lãnh đạo tối cao của chính quyền Sài Gòn đưa ra hàng loạt các bản yêu cầu điều tra, trong đó có hàng trăm câu hỏi về những vấn đề mà chính quyền Sài Gòn và đằng sau đó là CIA cần biết về phía ta. Tất cả các đầu mối lãnh đạo, chỉ huy của đối phương đều muốn nắm được tình hình miền Bắc cũng như của quân giải phóng. Và chỉ đọc những câu hỏi ấy thôi, với một bộ óc phân tích thông minh và có hệ thống thì không cần thêm cái gì khác nữa. Cơ bản ta cũng đã hiểu được thời gian tới địch muốn gì ở ta và sẽ làm gì với mình. Sự lợi hại là ở chỗ ấy. Nên riêng chuyện cứ mỗi một năm ông đưa ra Hà Nội một bản nội dung yêu cầu điều tra của địch là phía mình cũng toát mồ hôi. Biết được địch định làm gì mình. Và khi có yêu cầu điều tra ấy, chúng ta không chỉ đánh lừa địch bằng tin giả mà còn đối phó với toàn bộ âm mưu sẽ diễn ra, mặc dù chưa có gì cụ thể. Đó là một nguồn tin cực kỳ quý giá cho bộ thống soái tối cao chỉ đạo kháng chiến ở miền Nam và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.